Mình sẽ gọt sò nha cả nhà. Mình bào sò nha cả nhà. Đây mình có một cái bằng bào như vậy, mình sẽ bào như vậy. Mình xắt sợ như nè cả nhà. Mình sợ vậy mình trộn gỏi nó ngon. Sò rất là giòn cả nhà. Hello cả nhà nha, rất vui được gặp lại cả nhà. Hôm nay mình làm một cái món là gỏi sòi tôm thịt nha cả nhà. Đây, cái này sòi của mình cũng bào nhuyễn rồi. Ở đây mình có tôm luộc với lại thịt luộc mình đã sắc sẵn luôn rồi. Ở đây mình có mỡ hành, nước mắm chua ngọt mình làm sẵn luôn. Rồi ở đây mình có rau răm và ớt. Rồi bây giờ là mình sẽ pha chế cái nước để mà mình trộn vô gỏi nè. Mình cho vào đây là 2 muỗng rưỡi đường. 2 muỗng rưỡi đường mà mình sẽ cho vào đây 2 muỗng nước mắm. 2 muỗng nước mắm nha cả nhà. Mình sẽ quậy ra. Rồi, mình sẽ cho vào đây 1 muỗng chanh nha cả nhà. Tại sòi nó không có chua mấy, nó chua hơi hơi. Nên mình để vậy được rồi. Rồi mình cho cái nước trộn gỏi vô luôn cả nhà ơi. Rồi mình cho rau răm nè, tôm thịt vào luôn và hành phi vô luôn. Rồi mình cho ớt vô luôn. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Như vậy là nó thấm rồi mình ăn được rồi đó. Cùng cái món gỏi sòi tôm thịt của mình cũng xong rồi đây. Mình đã múc ra dĩa rồi đây. Mình mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Chấm với lại nước mắm chua ngọt nha cả nhà. Rất là ngon luôn. Mời cả nhà luôn. Rồi thôi mình cũng kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Mình chúc cả nhà mình luôn có những món ăn ngon trong gia đình nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà mình trong cái clip lần sau nha.